chào mừng các bạn đã đến với những sản phẩm tuyệt vời từ biển chết của công ty Secret. Mình là Aaron Nguyễn. Hôm nay Aaron muốn giới thiệu đến các bạn sản phẩm xà bông bùn của công ty Secret. Xà bông bùn của công ty Secret có thể giúp loại bỏ tất cả các chất nhờn và dầu dư thừa trên da, ngăn ngừa các nguyên nhân gây mụn. Ngoài ra còn nhẹ nhàng tẩy đi tế bào chết trên da, làm cho lỗ chân lông sạch và thoáng hơn. Đồng thời cung cấp độ ẩm và giữ cho làn da khỏe mạnh, hồng hào hơn, tươi sáng sau một thời gian sử dụng. Sản phẩm này phù hợp với tất cả các loại da. Mình có thể sử dụng nó từ 1 cho đến 3 lần mỗi ngày. Bạn có thể dùng nó để rửa mặt hoặc là tắm toàn thân. Để sử dụng xà bông bùn rửa mặt mỗi ngày, các bạn làm ướt tay và sau đó dùng xà bông tạo bọt thoa lên mặt theo vòng tròn để lấy đi những lớp dầu và chất dơ ở trên da. Sau đó mình rửa lại bằng nước sạch, kết hợp với dưỡng ẩm của công ty Secret để có kết quả tốt hơn. Nếu các bạn có thắc mắc và cần tư vấn, xin hãy gọi cho Aaron hoặc là truy nhập vào trang Facebook 212 Building Wellness để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại những video sau.